Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Đó thì giờ em tính vậy đó, chị thấy làm sao? Thấy sao làm sao? Trời đất ơi, mới quen nhau mà đòi cưới vậy? Trời, em thấy quen nhiều đó đủ rồi mà chị. Bây giờ chẳng lẽ chị để em ế hoài? Đúng rồi, bây giờ chị tin ở em đi. Em hứa với chị là Hường về Hường sống với em là Hường sẽ có hạnh phúc. Không lẽ nó sống với tôi không hạnh phúc hả? Không phải, Hường sống với chị cũng hạnh phúc mà sống với em cũng hạnh phúc. Nói chung là mỗi cái hạnh phúc nó khác nhau mà chị, cho tụi em cưới đi chị. Không có nói nhiều nữa. Trời đất ơi, hết con Thảo Nguyên với thằng Hoàng Quy Hoàng. Bây giờ tới hai đứa nó hả, tôi nhức đầu tôi chịu không có nổi đâu. Cái gì vậy chị? Chuyện của Thảo Nguyên với Quy Hoàng đâu có liên quan gì tới tụi em đâu. Chị cho tụi em cưới nhau đi. Chị mà không cho là em ế luôn á. Cho ế luôn. Dọ tôi đó hả? Mà tôi nói cho biết nè, hai đứa làm sao thì làm. Cho con Thảo Nguyên với thằng Quy Hoàng nó chia tay nhau thì tôi còn xem xét lại mối tình của hai người ha. Còn không á là không bao giờ, tôi không bao giờ làm xui với cái bà bên bển. Chị, em hiền quá, chị bắt em đóng vai ác sao được. Nè, tôi nói lại một lần nữa, bây giờ tôi chỉ cần kết quả không cần quá trình, hiểu chưa? Chị, trời ơi, sao cuộc đời cưới vợ của tôi nó long rong dữ vậy trời. Phan, Hường quyết định rồi. Mình không thể gục ngã. Mình phải biết nắm bắt mọi cơ hội. Lần này mình phải đầu tư lớn, mọi tiền bạc công sức phải đổ dồn vào việc này. Quyết chiến, quyết thắng. Quán. Dạ, cái gì cô mới học vậy? Có cái này cho con nè. Đẹp lắm, đảm bảo không đẹp không lấy tiền. Ủa sao mới nói cho con thì giờ lấy tiền? Trời, phải cái câu nó là vậy thôi. Vậy có quà cho con hay gì? Gì vậy? Tên tên tên. Gì vậy, gì? Bí mật á. Đẹp không, đẹp không? Wow. Made in American đó nha. Đẹp quá vậy? Đeo vô coi đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đeo. Đi vô liền, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Wow, wow. Ôi, vừa y tay con luôn vậy? Thì gì biết mà. Đẹp quá trời. Ủa gì ơi, con thấy nó quen quen như vậy? Quen gì? Cái này con thấy ai đeo rồi nè. Ai đeo? À, chú Khoa. Chú Khoa đeo đồng hồ này rồi. Chú Khoa nào mà đeo đồng hồ này trời. Con thấy mà. Trời ơi, cái này khác. Của chú Khoa khác hoàn toàn luôn. Không có Khoa nào ở đây hết á. Cái này là mới mua đó nha. Vậy tặng cái tiền hả? Thẳng. Gì nó mắc lắm á. Mắc. Con mới thấy trên mạng thích ơi thích. Không có tiền mua gì mua cho con. Anh gì quan tâm con mà. Nè. Dạ. Đeo 24/7 cho gì nghe chưa? Dạ. Thỏ con gọi gấu lớn. Gấu lớn nghe rõ trả lời. Gấu lớn nghe rõ. Sẵn sàng nhận lệnh từ thỏ con. Over. Đối tượng đã mắc bẫy, hiện đang ở trong phòng. Vĩ độ 39, cách phòng quan sát 1 mét về hướng tây nam. Xác định đối tượng đang chơi game. Báo cáo hết. Tốt, hết. À, chưa hết. Gấu lớn phải làm gì tiếp theo đây? Over. Gấu lớn nghỉ ngơi, đợi đối tượng di chuyển. Báo cáo hết. Đứng lại. Trời ơi, thường ngày gì mềm mỏng lắm, xong đây nói hùng hổ vậy. Dì không cho con đi đâu hết. Dì ơi, con trễ rồi, con có thể đứng lại. Sao đây dì? Vậy gì? Nhân danh công lý, dì không cho con đi đâu hết. Dì đổi qua coi phim hình sự rồi hả? Coi phim hình sự cái gì? Dì con muốn đi ra ngoài đúng không? Dạ đúng. Muốn đi ra ngoài, bước qua xác của dì. Đơn giản mà dì, dì con đi. Thỏ con ngựa có lớn, thỏ con ngựa có lớn. Alo, alo. Đối tượng đang di chuyển một hướng 43 độ, over. Chú Khoa, chú làm gì bên đó vậy? Đi kiếm dì Hường. Chú qua chú kiếm dì Hường nè con. Có dì Hường con nhà không? Trời, nhà dì Hường đây. Chú thập thò đó.
Đợi, bình thường chú với dì Hường là hẹn đúng điểm này là đợi bên này nè. Không, bình thường là chú vô nhà con chú đợi dì Hường luôn. Chú làm gì ở đây vậy? Thì đứng bình thường là hít gió trời ở đây, đợi bả là tập thể dục luôn đó. Chú cho con mượn điện thoại. Hả? Hồi nãy con thấy chú chụp hình con đúng không? Đúng, chú theo dõi con chụp đúng không? Cái gì khùng theo dõi thằng này đúng khùng rồi quá nè, sức con chắc chắn luôn chú theo dõi con. Ơi, theo dõi chú đưa điện thoại lên cho con. Có chuyện gì, có chuyện gì, có chuyện gì, có chuyện gì? 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 Gì với chú đang làm trò rùi bu gì vậy? Đang theo dõi con đúng không? Làm gì có. Làm gì có. Cái này không phải gọi là theo dõi, cái này là dõi theo. Dõi đúng theo, rồi, dõi theo. Theo, quan tâm con đó. Cái đồng hồ. À, con hiểu rồi. Không tự nhiên mà dì tặng đồng hồ cho con. Có lẽ đồng hồ này là chỉ điểm và nó là thiết bị theo dõi để biết con đi đâu đúng không dì? Trời, làm gì có. Thôi được rồi, con trả cho dì nè. Ê, đừng, đừng. Quy Hoàng. Gì vậy? Dì khổ lắm Quy Hoàng ơi. Nếu mà Quy Hoàng như Thảo Nguyên mà chia tay nhau á thì dì mới chú qua chú Pha nè. Dì với chú Pha mới cưới được nhau đó. Quy Hoàng, thấy gì tội nghiệp không? Đúng rồi đó con. Bây giờ ông ấy nè, giờ con với Thảo Nguyên chia tay nhau đi. Xong rồi để chú với dì Hường cưới xong rồi hai đứa bay sáp lại với nhau lại. Trời đất ơi, chú dì ăn ở có đức ghê. Chuyện con với Thảo Nguyên liên quan gì tới chú dì? Với lại cả tuần nay con không gặp Thảo Nguyên rồi. Hả? Hả? Vậy là con với Thảo Nguyên không gặp nhau. Dạ. Vậy là hai đứa chia tay nhau rồi. Ừ, trời ơi, thấy chưa, bởi vì anh nói với em rồi. Cả tuần nay anh theo dõi có thấy gì đâu. Chụp quá trời hình đó. Bây giờ vậy nè, anh sẽ lấy hết mấy cái hình mà chụp nó đi một mình đó, là mình lấy ra mình làm bằng chứng. Vậy là hai đứa mình có thể đến với nhau rồi. Vậy là mình có thể cưới nhau rồi. Có thể. Ê, Pha, 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 ngày mai mình đi coi áo cưới đi. Đi liền luôn, đi liền. Vậy, 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 vậy đúng rồi đó. Chú Khoa nói đúng, đi liền luôn bây giờ. Rồi tranh thủ tổ chức đám cưới trong tháng này luôn. Đúng rồi, dạ, trong tháng này luôn. Dạ, chúc chú gì hạnh phúc nha. Giờ con đi chơi. Dạ, con đi chơi nha. Dạ. Bye bye con. Cả tuần này á, tụi em mất ăn mất ngủ chụp được những cái tấm hình này nè, không bỏ sót một khoảnh khắc nào hết. Đúng rồi đó chị, em thức đêm thức hôm em chụp á để đảm bảo chị biết là hai nó chia tay nhau rồi. Chứ chị nghĩ đi, hai đứa ở nhà sát bên nhau mà một tuần lễ rồi đó, một hình đúng một tuần luôn, tụi nó không có gặp nhau. Nhưng này có cố gắng nè, hình ảnh đẹp, rõ nét, bố cục đẹp, duyệt. Đúng rồi chị, đợt này tụi em đầu tư khủng mà. Dạ, đi cho tụi em cưới luôn nha chị. Không, để tụi kia nó chia tay rồi hai đứa cưới. Chia tay rồi mà chị. Có tuần này đâu gặp đâu. Đúng rồi, chị thấy không, có ai nếu mà còn quen nhau là cả tuần tụi nó phải gặp nhau chứ, nhà sát bên mà. Em theo dõi một tuần đúng luôn đó, hình là một tuần đó. Thì đúng rồi, tuần nay không gặp là phải rồi. Dạ. Bởi vì con Thảo Nguyên nó đi thực tập. Hả? Tối nay nó mới về nè. Bắt đầu từ tối nay nghe. Hãy xong cái vụ đó rồi hai đứa mới được cưới, hiểu không? Chuyến này sao? Chuyến này coi như quỷ. Làm lại từ đầu. Mệt quá tôi đi nghỉ. Rồi giờ chuyện tụi mình sao nè? Sao là sao? Chuyện hai đứa mình nè. Rồi bây giờ anh có tiếp tục theo dõi nữa hay không? Theo dõi cái gì mà theo dõi? Bà cản hả? Kệ bà. Bây giờ mấy đứa nhỏ yêu nhau, cho tụi nó yêu nhau. Biết là cho tụi nó yêu nhau, còn chuyện tụi mình sao? Thì chơi lại. Không cưới được lúc này thì cưới lúc khác, có gì đâu. Bây giờ Hường nghĩ kỹ lại rồi, Hường thấy á, Hường đang độc thân vậy nè, thì cứ Hường cứ hưởng thụ hết đi rồi tính sao. Dẹp. Trời ơi, sao cuộc đời cưới vợ của tôi nó đau khổ vậy trời.